năng băm bổ vào là tốt thì bên phía Kurosawa thì họ có thể thực hiện điều đó hay không. Nhưng mà nếu mà để tìm thấy Zik thì cũng phải vượt qua rất là nhiều rào chắn phía trước. Họ có cho mình con Galio này. Xem bạn có biết điều này không đây? Họ sẽ muốn băng ra lấy một chút lượng máu trước đã. Đồ chưa có cho mình cấp độ 5, đang cố gắng lấy máu của Luna, đang là người chống chịu ở vị trí của Đồ. Tốc biến lên một tình huống băng trụ hoàn hảo của Katie Doster. Họ sẽ lăn hạng đối phương. Qua đó thì họ sẽ lợi thế về người. Xeo cố định lại, dồn ra tường và Xeo Ma đã biến mất thêm một lần nữa. Vẫn đang là cái tên nô mèo thực sự là đánh rất hay trong. Nếu như thả sứ giả ra, họ có thể lấy thêm được đâu đó khoảng 3 stack trụ và một lần đẩy nữa là có thể hoàn thành được cái trụ này. Nhưng đây sẽ là tình huống bắt người rất dễ khi những cái chiêu cuối đã có trên đầy đủ các thành viên của KBG và nạn nhân xấu số ở trong pha thiếu vừa rồi đó. Bốn người nhưng những chiêu cuối đang là không có một pha thiếu móc lại được. Yu sát tường cố gắng để dồn vào. Yu vẫn đang còn hơn một nửa cây máu nữa, anh ta đang cố gắng để lui. Phía bên kia thì CEO bắt đầu đến rồi, nhưng chém gục được vị trí của Đạt cũng đang có mặt ở đây. Và nhưng đây là bốn người nha, và Đạt bắt đầu bước vào cái pha giao tranh này bằng một cú chiêu cuối của mình, mắc một eo không trúng từ vị trí của nâu mèo. Nhưng phía đằng sau này thì một người băng vào hơi đơn độc. Rõ ràng là khi pick Olaf với một hình không có những hiệu ứng, lẽ rằng mục tiêu họ là con sứ giả mà thôi. Và một người đứng ở khu vực đứng giữa phòng ngự đó là Luna, nhưng liệu rằng có đủ hay không một cái tối hậu thư và thêm một siêu bọc đựng đất để mạnh. Họ có thêm một con sứ giả nữa tiếp tục bắt vào người lần này đó, vị trí của Ratel cố gắng chạy thoát đi nhưng hơi khó, anh ta thấp máu rồi. Đồ mèo đã kẹt lại phía bên này thì lốc xoáy mở ra, lượng máu của Đạt chỉ còn một nửa cây, vẫn đang muốn băng vào đến các thành viên bên phía của KBG và họ có mạng ở cục. Arena lên tiếng với tình huống đoạt bệnh của mình, cố gắng bay qua phía bên kia tường, nhưng sát thương trả ngược lại của Đô cũng là rất nhiều và đó rằng chiến thắng sẽ đến với họ dễ hơn rất nhiều. Ba rồng sẽ là một tỷ lệ phần trăm kích lên khá cao, nhưng đây là tình huống xuất hồn đoạt mệnh đến từ vị trí của Arena, ta thu về vẫn sống trong khi đó phía bên kia đang tan tác cả rồi. Luna sẽ là một tướng tiếp theo. Zero bắt đầu băng vào những cú cắt của mình, anh ta cắt thành công được một người, nhưng phía bên này thì sao đây, Đô đang tắc máu lùi về, bắt đầu tiến đến từ vị trí của Yu. Đạt cũng sẽ về được ở trong pha này mà thôi, đây được rất nhiều thứ và đây là một pha băng vào đến từ vị trí của Đạt. Sát thương gây ra vẫn chưa đủ để chấm dứt được Đô. Phía bên này Nomeo mắc vào tường để có thể là vòng về, anh ta bị hất tung lần hai tới từ cú chiêu cuối của Đạt và phía sau Zik ném bom biến mất luôn vị trí của Nomeo. Đô cũng sẽ không về được, anh ta đứng biến về ở trong cái bụi có tầm nhìn của đối phương. Thì lấy ai để phòng ngự đây, vẫn tiếp tục muốn đánh đến từ bộ ba bên phía của Katie Roster. Họ đang rất căm phẫn rồi, họ muốn hạ gục vị trí của Aranai. Aranai tốc biến đi, xuất hồn giả hạ gục tấn công của Nomeo, nhập hồn về và người tiếp theo có thể sẽ là vị trí của Zero. Aranai vẫn sống với một chấm máu của mình. Ratel đang muốn thử sức, Ratel không làm được và đây là highlight dành cho người chơi đứng giữa bên phía của KBC. Anh ta nhẫn nhịn chờ thời và khi mà đủ lựa trang bị thì Aranai vừa làm một pha highlight để đời. Một tình huống mà anh ta băng vào một chấm máu nhưng vẫn có thể có cho mình cú chip vô kill. À, cái định phải đánh vội ở trong những giai đoạn về sau nhưng họ không có được một cái giao tranh nào thực sự có lợi cả. Đó là một phản đấu mà đánh giao tranh là quá tốt đấy. Tình huống băng trụ không, phía sau là Đạt, Đạt đang tới rồi, Đạt tốc đang tốc biến lên. Rõ ràng anh ta có cấp độ 5 thì thực sự là pha ao sát thương từ bên phía của đội hình KBG. Đồ cũng đã phải bùng tốc biến của mình, Đồ bây giờ mới... Dưới này, anh ta đang muốn làm điều đấy thì phải kiểm soát nốt lượng tầm nhìn ở đây. Xeo Ma có cho mình đấy là sợi xích tội lỗi. Tóc biến lên sợi xích tội lỗi và sát thương bắt đầu dồn vào. Kiệt đó sức. Cú hất ra tương đối hay, được hay không đây, không được rồi. Vẫn là phải nằm xuống mà thôi. Giả thôi, quả này Aranai lại chớ rồi. Aranai chắc chắn là chớ. Nomeo có chiêu cuối, một cái thủy lôi tầm nhiệt đã hất tung lên và một cái sự xích tội lỗi thôi. Tạm biệt Aranai, tốc biến lên chơi tiếp. Mục tiêu tiếp theo sẽ là vị trí của Yu Yu. Thùng rượu nổ tung ra chưa đủ sát thương. Ratel vẫn sống, Ratel sẽ có được mạng của Yu Yu. Đấy, xuyên phá tốt để có thể cầu máu của Zero và sẽ là đánh xuống khu vực đứng dưới 4-5. Sẽ một tình huống 4-5 bởi vì Zero đang bị kẹt ở phía trên rồi và Luna em tức mất đi cho mình nó đồng hồ, anh ta sẽ phải lấy bản điểm số mà thôi, không về được. Một phát hiện hơi ẩu đến từ bên phía chững lại từ cái tốc độ của trận đấu, nhưng một lần nữa là tổ chức tấn công xuống cánh dưới. Aranai bây giờ anh ta sẽ muốn chơi ở trong pha này khi mà Đạt đang cực kỳ khỏe, bật lên bán nguyệt thương, sát thương bị block đi là rất nhiều và ngược trở lại thì Đô mới lên bản điểm số. Yu đã tới, thùng rượu nổ cũng chính xác luôn và Zero là người biến mất tiếp theo. Nomeo móc vào tường, Nomeo bị làm chậm, Nomeo đã cố gắng dậy không dậy nổi và điểm gục thuộc về vị trí của Đạt, lại là thả lai đến từ phía đằng sau. Aranai rất tự tin để có thể băng lên thực hiện một tình huống giao tranh. Còn Ratel đây thì đang làm gì này? Ta đang muốn bán mạng để thể lấy được cái đường lính siêu cấp của đối phương. Vậy ta làm được điều này nhưng khả năng về thì sẽ là hơi khó. Có công lý Demacia nằm xuống rồi, một con Zed và Đạt đây đang muốn chấp 2, không được trên thì cái gì chấp 3. Cái gì làm được gì hay không đây? Có thủy lôi tập nhiệt đưa ra
nhưng nó vẫn đang chưa đủ lượng sát thương để dứt điểm đến vị trí cái gì cố gắng bắn. Và Luna đang thực sự là gãy tay rồi, người ta sẽ có được điểm ạ. Cục cánh dưới đang bị xuyên thủng vào. Ôi, nhưng có lẽ là máy quét của họ cũng chưa hồi. Đây là tình huống đặt nhìn thấy một người, đó là Nomel. Nomel dùng đồng hồ cát câu được khá nhiều chiêu thức, anh ta bị hất văng về bởi đó là cú tụng rượu đổ và bị dính luôn. Cả đó là sẽ trích tội lỗi nữa. Luna vẫn đang cố gắng, Luna hết tốc biến, Luna chắc chắn phải nằm phía bên kia thì Cero lên bảng liều số. Aranai đang quẩy, Aranai tốc biến lên gặp phi tiêu và đó là bản điều số đến vị trí của Raytel, quét sạch dành cho KBC khi mọi người cuối cùng làm vượt trội của mình so với khu vực APAC. Gần như là bất lực, rất bất lực trong việc là tìm kiếm những cơ hội để mở giao tranh, mặc dù là đội hình của họ cũng có những Nautilus